Vô vô từ 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 căng nè mọi căng 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 căng. Ra quấn ra quấn ra quấn ra coi phim đàng hoàng quấn ra quấn ra ra ra. Chọn đi con đi anh ăn á. Căng căng anh em ơi căng căng. Cái nhỏ hả? Nó chứ đâu. Nó kìa. Nó ăn người. Thì tụi mình vô xong mình đi, vô sát xíu một. Vô sát xíu. Ôi. Con này nhỏ em ơi, má con này còn nhỏ đó, bự bự lắm. Gấp 3 gấp 4 này không à. Đó. Cái kẹp tắt nha, anh em mình tắt nha. Nhanh nha, đang nhanh lắm á, đang có xíu à. Lên cá em ơi, lên cá. Lấy kẹp không? Tôi kẹp gì nữa? Ê anh. Ờ, không chụp hình luôn hả? Cái kẹp mình có cần á. Cá nhỏ mà, chụp hình mà, cái này nhỏ, đồ cá bự lắm, thiệt luôn á, bự lắm. Đi câu ăn á, cá này ăn á. Cái kẹp vô cân thử nó nhiêu ký. Cá này nhỏ, cá này kia mấy 2 ký à, cá bự lắm, nó thiệt luôn á, cá này nhỏ xíu à. Em đánh em ơi. Em tưởng tượng đến cá anh tài cấp 4 cái này nè, da hút nè. Lên nào. Rồi tắt đi quay câu đi chứ. Thôi anh đi, anh câu cho mọi người, anh chơi cho mọi người cho vui. Nước xoay để ăn liền hết chưa mọi người ơi. Mày là cái chết nha. Mình là cá chét nha anh em. Lấy giờ cá ăn rồi đó, chuẩn bị ăn á, ăn như mưa luôn á. Nhồng này nhồng bằng ngón cái. Nhồng mới đẻ hôm qua. Này máy Zigging Master và cần One Ocean. Bắt đầu mập không? Mập này phải không? Bắt đầu mày. Người ta nhờ Huấn Dương ở nhờ. Vô kìa anh em ơi, vô. Ra, quân, vô quân. Vô quân xô ra ngoài kìa, đang ngồi rạng á. Từ bóp. Có bự bóp, sảy bóp, ngồi lửa nó xíu à, từ đừng này nó. Lửa số 1 rồi, cho chạy đi.
anh so ngoài, anh so ngoài, anh Tài, anh so ngoài á. Đây là kiểu câu so zig nha anh em. Cá đang ăn ở ngoài rạn á. Từ bóp, từ bóp. Đừng nhảy bóp, đừng nhảy bóp. Rằng lỏng ra cái bóp nha. Lưỡi xíu à. Đó. Từ bóp ơi, nhảy ra bóp. Tại vì lưỡi nhá. Lưỡi số 1 à, lưỡi số 1 à. Từ bóp. Quấn cho nó con câu đi quấn. Từ cá lớn lắm, từ đi. Kệ đi, nhặt cho vui mà có gì đâu. Căng thẳng dữ hả? Câu đi, nhặt cho vui. Qua lên bóp, lên bóp. Con này lớn nha anh em ơi. Nhìn cắm dưới nha, cắm dưới kiểu xuồng đó nha. Chờ ta trước mày. Anh tới đi anh. Con này bự lắm á. 4-5kg á bóp. Bự á. Con này bự á bóp ơi. Từ bóp ơi. Con to anh em ơi. Từ bóp nha, đừng có vội bóp, không cần vội bóp ơi, từ thôi. Bọn này là lỡ đi anh. Đừng có lỏng dây bóp nha. À, mình đang dùng dây trong máy, dây 1.5 à, lưỡi decoy số 1 nên mình bắt rất là cẩn thận, không bắt gấp được. Lưỡi decoy số 1.0 à. Mồi 40g, mồi của underground 40g. Bắt từ xíu không bắt gấp được. Từ từ. Gần được rồi đó. Quê điều tay với nhà, điều tay nha bóp. Đừng có lỏng dây. Nên nó vũ ghê lắm á. Rồi lên nữa anh em ơi. Bự. Ôi ôi, tới anh, dính lưới. Đưa cho em cái đầu á. Hai lưỡi rồi, cái đầu đó, từ đừng vội, đưa cái đầu vô. Đó, lên rồi anh em ơi. Con này 4kg anh em ơi. Con này 4kg hơn á. Mình đang lưỡi đi qua số 1 phải không, lưỡi xíu rồi không. Đó, lưỡi này có xíu rồi không? Dính tên underground nè. Đó. Đó chưa? Rồi kẹp vô anh, kẹp chơi dưới anh, kẹp bằng dưới anh, dưới anh. Đừng vô lưới, đúng rồi. Rồi kẹp lưỡi rồi. Lấy máy chụp hình nhầm đi bóp, vô lấy đi bóp. Ê, ở đây tôi coi dây nó dài sao tôi. Thả dây ra sau rồi. Đây anh em. Wow. Cầm bóp. Cầm lấy, nó tầy vẫy hết à, không bỏ không được. Bỏ xuống là hương cá hết. Quay cái đã, cho anh em coi đã. Đi cao lên cá lên. Đó, cá chét nè, ghê anh Tài không? Đó, dít underground, mò lây. Nãy giờ ghi 2 bàn, con này 1 bàn. Cầm lại giùm em với. Chụp hình luôn. Bóp, đừng bỏ xuống. Thank you.
Bày vô, mập vô, tội vô. Hạ xuống tôi. Cái em còn không? Nó bực lên mình. Cần này mình không ném được hả tí? Dạ không ném được chú. Mà chú biết ném hay biết ném mới được. Hai cần vô anh em nha, cần mập vô nè. Cần tội vô nè. Qua nghiêng cùng đó lên anh kìa, cá lên rồi, một con cái đầu vô rồi, hai con lên lúc nha anh em ơi. Ăn gần đây không hay ăn xa vậy? Dạ ăn nó cũng khoảng cỡ chừng 15 mét đó. Anh em thấy cá chưa? Thấy rồi phải không? Mình đâu nói xạo đâu, mình nói thiệt mà. Hiện giờ đang có 120 người view nha anh em. Trời ơi gì trời. Ai gọi giờ này là phạt đó nha. Alo Quân nghe Quân ơi. Em mời không có Quân, em mời không có. À, còn F2 với F3 thôi. À ok Quân. Nên là giờ cá ăn anh em ơi. Mọi người câu rất là nhiệt tình. Cá này cá của anh Tài nuôi nên anh Tài biết giờ nó ăn hết mẹ rồi. Canh giờ đó là nó ăn thôi. Anh đây mình hy sinh mình không câu luôn cho để cho anh em sướng nha, chứ mình không câu nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh. Không có lẽ ông Quang tình tính như ta ghê luôn á. Anh em thấy cá lên nhít rất nhiệt tình. giống như sôi số thôi mà. Thôi coi, gọi nó đánh dây anh. Lên hàng rồi anh em ơi, hàng nhiều rồi, hàng đầy luôn rồi. Thuyền trưởng đang chỉnh ghe lại mọi người nha. Để nó canh cái đít qua đó chút xíu rồi. Á coi nè, lát 4 giờ nó ăn còn ghê hơn. Này cuối nước kia mà. Con này khoảng 4 kg nè anh em. Chà bá lửa luôn phải không? Nè. Cái con của anh bữa cũng ghê hơn ha. Ờ con anh bữa khủng. Con của anh cũng dài. Con anh biết bữa to nhiêu không? Dài 80 luôn. Ừ, bằng cái hùng à.
Đúng rồi, hướng này đúng nè, hướng này đúng nè. Hướng này đúng nè. Hả? Bự quá, đừng đâu mang dài bự ra, con nhỏ thôi. 1.2 bự quá, lấy con này nè. 1.2 bự quá. Lấy con đó luôn hả? Tùy. 1.2 hơi bự, 80, 80 60 thôi. Dễ bột hơn con 40 gram mà. Xin hỏi anh Bake Kizura anh công cần gì và máy gì anh Bake Kizura? Rockmaster của Gonosan. Gonosan hả? Dạ đúng rồi em. À thì ra cần con cá đúng không? Vô. Ghé trôi anh, ghé trôi ra qua trong phải nước chảy đâu. Ghé trôi. Hôm nay livestream cho anh em chơi. Mình đứng mình livestream thôi. Câu vừa sáng giờ nó không ăn. Giờ nó mới ăn, giờ nó ăn thì anh em thấy anh em mê câu quá cho quay phim cho anh em chơi. Sao đâu anh đi qua. Quay đi. Cá to không vợ? Cá to đó là con bự lạ. Trời con tài bự hả? Gấp đôi này luôn á. Anh tin không? Hả mà anh tài bắt trong vòng 5 nút nhạc luôn á. Con này cá bự nhất được 7 kg rồi. Cá mùa này khoảng 5 6 kg có. 7 kg hơi hiếm anh. Cái này là nước mới đứng, nước nó chậm lại nó ăn chút xíu, nước bắt đầu chảy xuống á là nó ăn khiếp nữa. Hồi nãy là nước đang lên mà nó dừng lại, nó không lên nữa, đầy nước nó không lên nữa là nó ăn rồi, chút xíu nữa nước nó đứng xong rồi nó chảy xuống á là nó ăn lần nữa. Mà là lần đó nó ăn kinh khủng lắm. Có nghĩa là nó có ở dưới mà nó không ăn. Con mở vô cái thùng lên chung cho bỏ mấy này vô. Cất cái thùng nha anh em, để nó ương hết. Cha. Con về rửa lại thôi chứ sao giờ. Nó bằng cái thùng 90 luôn nè anh em. Rồi cảm ơn con. Đủ nào. Ồ nhạc ầm ầm luôn Trương ơi Trương. À, giống biệt club quá. Hưởng thụ quá. Đây em còn ở trong đây nè. Con công đúng không? Con công đúng không? Công. Công nặng á. Ủa này của anh mà phải phụ tử của em chứ. Con em rồi.
40 không à, hay 60 và 80 được không? 80 lấy thùng em đi rồi. Phải không? Anh Tài anh thấy anh lấy anh phải chơi con này mới được đúng không? Đúng đúng cái con này mới nay mới ăn. Né đi không đúng này nó không ăn anh Tài. Đâu anh Tài con nào đâu anh Tài đi coi coi anh Tài. Đó, underground mau lay. Không mất dít anh ơi, chưa mất dít. Đây cũng khó mất lắm, đây không có lưới. Anh nước cạn à, 10 mét à. Đó, giờ nước đứng rồi đó. Giờ nước đứng rồi đó, bây giờ chút xíu nước chảy nó bắt đầu nó ăn à. Bây giờ mà nước đứng rồi đúng không? Xíu nước chảy nó ăn à. Chuyện nào nó mới vô sao kia trời. Em cứ ké lên đẩy con chừng mấy 2 mét lỡ chơi à. Không ăn chú ơi chú. Chưa thấy à. chưa Kiệt chưa lên kìa nè đó Kiệt đó Đó mang cần sao giúp theo rồi anh chịu mang. Vô, tỏi vô. Từ tỏi, đừng sốc nãy giờ. Từ tỏi đừng sốc quá. Dịch đây nè, dịch đây luôn, theo tỏi vô, theo tỏi vô á. Cá nhỏ tỏi.
Nó bay. Không nhỏ đâu. Bự lắm. Nó theo. Đừng rắc cứng quá. Mày siết quá. Nó bay lên. Mày siết quá đừng lộn ra. Đừng có siết quá thôi. Tội vô. Cho theo con cá dưới nè, heo dưới á. Bỏ dưới luôn. Lên chưa? Hạ xuống, đừng cái bè ghê đó, đừng cái bè á. Nè lên nè anh em, bự nè anh em. Đó, cá lên chưa? Đó, cá lên hết chưa? Từ, đừng có vội tới. Từ bên cho đầu lên anh Bình ơi. Từ. Đó, cá lên kìa mọi người. Từ bên cho lên bên, đừng có sốc vậy. Đó, cá lên mà anh em. Đó. Ui. Đó, lên rồi đó. Lấy kẹp chụp hình tụi ơi. Tụi kẹp chụp hình tụi. Kẹp vô. Quay chung cả. Nó trắng rồi, đứng sau anh Tài rồi. Đứng sau anh Tài rồi, nhanh lên. Đứng sau anh Tài á, đứng sau lưng Tài á, nắng á, đã đang gỡ cá đây anh em. Gỡ một con rồi. Bỏ vô thùng luôn á tụi ơi. Mở nắp ra. Vô bóp vô nè. Anh em ơi, xô xích nha anh em. Lần sau anh em mang đồ xô xích ra nha. Bỏ tay đi bóp qua cái máy dạy bóp, bự không bóp nặng giống nãy không siêu năng ghê lắm, nước chảy năng ghê lắm. Từ bên tay kia đu cũng cá bự. Trời ơi, bóp chân nha, bóp nha, đừng chủ quan nha, bóp. Ôi, chạy qua vậy hả? Quan hả? Bữa này
Cần, cái cần này là cần One Ocean nha anh em. Cái Rockmaster con mồi là con mồi underground 40g. Đừng có dùng giấy thôi. Nãy giờ bạn Hiệp con thứ ba nha. Đu con này bự nữa rồi anh Bình ơi. Con này bự lắm á, 3-4 kg nữa. Dạ. Dạ. Dạ chú được mà, để con làm qua cho chú, để con xíu. Dạ. Đủ, con này cũng 3 kg á. Vô anh em ơi. Để cắt đầu đây anh Bình. Dạ, ê, dính cái lưỡi, tới anh Bình. Anh Bình ơi, nâng cấp lên anh Bình ơi. Mình cứ giữ cái đầu câu theo. Nè, mọi người coi anh cá nè, đó, nó vậy đó. Cả cửa này không á, thấy chưa? Lần sau tuần tới mọi người bút ghê anh Tài nha. Có 7 triệu 1 chuyến à mọi người ơi. Chú nãy luôn chứ đâu. Ra nè. Em lấy vốn rồi đó. Thấy chưa? Thấy cái chét đây chưa? Lẹ trời ơi. Chắc giấy công lý bán ngoài chợ chắc câu bên rạc này rồi. Kiệt lắm anh em. Dạ được chú, nhưng phải làm leader lại chú. Anh Long ăn. Con con bây giờ con cầm giùm chú, quay giùm chú nha. Quay mọi người giùm chú nha. Quay chú nha. Quá. Chú tới nãy rồi. Chú chịu hết nổi rồi. Ai quay giùm miếng không rảnh. Ai dính cá chú ý tới trời nha, tôi hỏi tội. Chú làm cái gì vậy chú? Chú hứa chú ai chi mà chú? Hả? Tới trời tư hết. Thế rồi, cắt đi. Cắt cái trời đấy, tới trời tư rồi. Hai ba con phải cắt cái trời đi. Trời lưỡi nè. Lưỡi gần đứt luôn rồi. Làm chảo quá, nó ăn nhiều quá. Quay luôn con. Xong chưa chứ? Thank you.
nãy là lúc mình đang cột dây cho bác Lộc và chú Lộc là anh Tài xảy con cá. Ê, chú dừng dưỡng cho chú, những người sau chú. Chú quăng trái tay nè, quăng trái tay nè. Đó, chú quăng vậy đó. Hất ra được rồi. Hất ra chú, dạ đúng rồi, vậy thôi, đúng rồi. Giúp mỏi tay luôn. Đó. Không có nào không? Bánh xui xui đây nè. Đừng gần cái neo quá, neo quá nó thở. Bánh đây nè. Đừng có chọn gần cái neo. Nước chảy vô anh Tài, nước chảy chưa? Nước chảy rồi, nước chảy rồi. Chảy rồi hả?